Mời quý vị và các bạn lắng nghe podcast Điểm tin ngày 25 tháng 10 của báo Tiền Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ ông LQT, 58 tuổi, ngụ khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở ông LQT ngồi phía sau, không đội nón bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe thì ông T có biểu hiện say xỉn, liên tục buông lời thô tục xúc phạm, đập nón bảo hiểm xuống đường, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng, sau đó lấy xe máy định rời đi. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản, bất ngờ ông T đấm vào đầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Được biết, ông LQT từng là công chức chi cục thuế huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Chiều 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người tại quán nhậu ở xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình. Trước đó, Dương Văn Cuộc, 32 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chủ quán nhậu MU và Tạ Hoàng Thám, chủ quán nhậu O49, xảy ra mâu thuẫn do cạnh tranh trong buôn bán. Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 25 tháng 10, tại quán MU, Cuộc cùng hai nhân viên của quán là Tý và Nhân, chưa rõ thông tin tên tuổi địa chỉ, xảy ra đánh nhau với nhóm người của quán O49. Trong lúc hỗn chiến, NVP, ngụ tỉnh Bạc Liêu, là nhân viên của quán O49 bị đâm trọng thương và tử vong sau đó. Công an đang giữ Cuộc và tiếp tục truy tìm các đối tượng lẩn trốn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6, tức bão Trà My, ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khi bão vào đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ có xu hướng di chuyển chậm lại, cường độ sẽ yếu dần. Còn một kịch bản khác ít khả năng xảy ra hơn, đó là khi bão vào khu vực Hoàng Sa, tương tác với không khí lạnh thì có suy yếu đi. Tuy nhiên, bão vẫn sẽ di chuyển vào đất liền Việt Nam và suy yếu ở trên khu vực đất liền. Tuy nhiên, dù kịch bản nào xảy ra thì vẫn có mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Chiều 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử đối với 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng tội danh, Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, bị đề nghị mức án 7-8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thuận An, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn 200 chuyên gia y tế đã cùng ký tên vào bức thư ngỏ cảnh báo về sức khỏe tâm thần của cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông không phù hợp để trở lại Nhà Trắng. Bức thư ngỏ của nhóm chuyên gia y tế được đăng tải trên tạp chí New York Times hôm 24 tháng 10. Trong thư, các chuyên gia cảnh báo việc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trở lại Nhà Trắng sẽ trở thành mối đe dọa sống còn cho các giá trị nền tảng của nước Mỹ khi ông Trump có những triệu chứng đáng lo ngại khó có thể chữa khỏi như rối loạn nhân cách và tự luyến ác tính. Kết luận này được đưa ra dựa trên việc so sánh các hành vi của ông Trump với sổ tay chẩn đoán và thống kê về các rối loạn tâm thần, tài liệu cơ sở để các chuyên gia y tế chẩn đoán và điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Mới đây, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Mohammed Abu Itiwi và cáo buộc người này làm việc dưới vỏ bọc nhân viên cơ quan Liên Hiệp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, từ tháng 7 năm 2022. Hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Israel cáo buộc Itiwi là thủ lĩnh Hamas tham gia vào nhiều vụ bắt cóc và sát hại thường dân Israel. UNRWA sau đó đã lên tiếng xác nhận ông Itiwi bị sát hại trong ngày 23 tháng 10 và cho biết ông này có tên trong danh sách 100 nhân viên của UNRWA bị Israel cáo buộc làm việc cho các lực lượng vũ trang, trong đó có Hamas.
Câu lạc bộ thể công Viettel mới đây đã công bố ký hợp đồng với chuyên gia thể lực người Bồ Đào Nha Francisco Bruto da Costa. Đáng chú ý, ông Francisco từng có thời gian làm việc với đội tuyển Ai Cập và trực tiếp hỗ trợ cho Mohamed Salah, ngôi sao đang thuộc biên chế Liverpool. Huấn luyện viên thể lực Francisco cũng từng đảm nhiệm vị trí trợ lý kỹ thuật đội tuyển Ai Cập từ năm 2021 đến năm 2022. Trong giai đoạn này, ông đã góp công giúp đội tuyển vào chung kết giải vô địch châu Phi 2021. Ông Francisco có kiến thức sâu rộng liên quan đến vấn đề thể lực của các cầu thủ. Với sự hỗ trợ của vị chuyên gia gốc Bồ Đào Nha, thể lực của các cầu thủ thể công Viettel hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!